Nếu bạn đã từng yêu thích những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hẳn là đã đọc hoặc là nghe qua tập truyện Mắt Biếc. Và khi hay tin Mắt Biếc được chuyển thể thành phim, hẳn là bạn cũng đã đứng ngồi không yên. Đặc biệt, thời điểm nhà sản xuất công bố vai diễn Hà Lan do nữ diễn viên Trúc Anh thủ vai, chắc là bạn đã rất thắc mắc Trúc Anh là ai và vì sao được chọn giữa 1.400 người đến casting đúng không nào? Hôm nay, Sao 360 sẽ giải đáp cho các bạn. Trúc Anh, Hà Lan Mắt Biếc bước ra từ những trang văn Nguyễn Nhật Ánh. Trúc Anh là ai? Trúc Anh sinh ngày 23 tháng 9 năm 1998, là diễn viên trẻ đầy tiềm năng đang được rất nhiều người chú ý đến. Cô có gương mặt dịu dàng, mong manh, đôi mắt to tròn, giàu cảm xúc, khiến nhiều người thổn thức ngay từ khi chạm phải ánh mắt. Người đẹp Sài Thành là sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Greenwich Việt Nam. Ngoài vai trò là ảnh mẫu, cô còn từng tham gia đóng một vài bộ phim như Ngốc ơi tuổi 17, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Ê nhỏ lớp trường và đặc biệt là tác phẩm Mắt Biếc gây xôn xao dư luận khi vừa mới thai nghén. Nhiều người nhận xét vai Hà Lan sinh ra là để dành cho Trúc Anh bởi cô có đôi mắt biếc nói quá ấn tượng, vô cùng hoàn hảo và phù hợp với nhân vật trong truyện. Trúc Anh, cô gái sở hữu nét đẹp trong trẻo tinh khôi. Đối với nhiều người, Trúc Anh đã không còn là một gương mặt xa lạ vì ngoài việc học, cô nàng còn chăm làm mẫu ảnh, quay quảng cáo hay thỉnh thoảng có tham gia đóng phim. Nói về khả năng đóng phim, cô gái sinh năm 98 này được đánh giá là có lối diễn xuất tốt, tự nhiên dù chưa phải là diễn viên chuyên nghiệp và cũng chưa tham gia một khóa học nào liên quan đến nghề diễn. Điều đặc biệt khiến Trúc Anh thu hút người khác là vì cô có đôi mắt trong suốt ngây thơ khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong hồ nước sao động mà bình yên ấy. Bên cạnh đó, cô còn có khuôn mặt hết sức dịu dàng, đằm thắm. Điều này khiến người đẹp rất dễ hóa thân vào những xuất hình tinh khôi nhẹ nhàng. Nói thế không có nghĩa Trúc Anh không thể biến hóa hình ảnh của mình trong một phong cách khác. Cô nàng còn có thể trở nên cá tính, trẻ trung, tinh nghịch khi diện những trang phục có phần sexy lại có sức cuốn hút rất riêng, vừa đẹp vừa e ấp quyến rũ. Ngoài đời, Trúc Anh được nhận xét là người gần gũi, có tính cách dễ thương và khá lễ phép. Cô cũng từng tiết lộ rằng mình được phụ huynh chăm sóc rất kỹ, dạy dỗ sát sao, sẵn sàng đưa đón tới trường quay theo đúng lịch trình. Vì vậy, với tình thương và nền tảng mà ba mẹ đã xây dựng, Trúc Anh tin tưởng rằng cô sẽ đứng vững trước dư luận, không xa lầy hay đi theo chiều hướng xấu. Trở thành diễn viên dù chưa được đào tạo, đặc biệt lại thường xuyên được chọn mặt gửi vàng cho những vai diễn quan trọng. Thế nên, đôi lúc cô phải nhận về những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, Trúc Anh không quá buồn bực vì điều đó, mà cô lại càng trân trọng những lời khen chê, những ý kiến trái chiều, vì cô muốn biết hết ý kiến của mọi người để có thể biết được khuyết điểm mà khắc phục. Đối với Trúc Anh, điều có thể làm là cố gắng trau dồi mọi thứ để bản thân mình hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Trúc Anh trở thành nàng thơ Hà Lan trong Mắt Biếc. Sau sự thành công của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, thì Mắt Biếc là bộ phim thứ hai mà đạo diễn Victor Vũ chọn tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để chuyển thể thành phim. Quy tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, ai cũng có một nhan sắc thu hút, đặc biệt là Hà Lan do Trúc Anh thủ vai. Để vào vai chính trong tác phẩm Mắt Biếc, Trúc Anh đã xuất sắc vượt qua 1.400 thí sinh nữ khác để được chính đạo diễn Victor Vũ chọn mặt gửi vàng. Trúc Anh có thế mạnh về đôi mắt cùng vẻ đẹp chân phương đồng hậu đáp ứng được vai diễn về tình yêu thuần khiết của người con gái vào thập niên trước. Nhiều người nhận xét cô sinh ra để vào vai Hà Lan của Mắt Biếc. Mái tóc đen dài, biểu cảm nữ tính dịu dàng của cô bạn khiến người ta hình dung đến vẻ đẹp của một nàng thơ. Vì thế không khó hiểu vì sao khi đạo diễn tài năng đã chọn cô. Tuy nhiên, ngoại hình là như thế, nhưng với một diễn viên mới như Trúc Anh, đứng trước một dự án lớn, không ít người đã tự hỏi liệu Trúc Anh có thực sự thuyết phục người xem khi truyền tải lại một tác phẩm đã cực kỳ nổi tiếng. Thế nhưng, trái với nghi ngại của khán giả, đạo diễn Victor Vũ vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Anh đã từng nhận xét, gương mặt đẹp thuần Việt, trong sáng của Trúc Anh dường như sinh ra để vào vai Hà Lan, kiểu thiếu nữ ở thập niên 70, e ấp mà khát khao, bướng bỉnh. Và thật sự, nhìn Trúc Anh diễn vai Hà Lan, khán giả đã không ít lần suýt xoa rằng đây chính là Hà Lan bước ra từ trang sách của Nguyễn Nhật Ánh. Những biểu cảm gương mặt, ánh mắt,
nụ cười. Kể cả những trăn trở của nhân vật ở giai đoạn sau của bộ phim đều được nữ diễn viên diễn tả tròn trịa, lay động trái tim mỗi người. Và dường như, nhìn Trúc Anh diễn vai Hà Lan, khán giả như được trở về quãng thời gian thanh xuân. Nơi đó cũng đã từng gặp, từng thương một Hà Lan của đời mình. Được khán giả rất quan tâm khi vào vai chính mắt biếc, Trúc Anh không ngại giấu tham vọng. Diễn viên nào tham gia đóng phim cũng muốn tên tuổi vụt sáng. Em cũng không ngoại lệ khi tham gia mắt biếc. Vì đóng phim mà tên tuổi không được biết đến giống như những gì mình làm không có kết quả vậy. Ở một khía cạnh khác, việc đóng chính một bộ phim điện ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả như mắt biếc khiến Trúc Anh cảm thấy khá áp lực. Nhưng áp lực cũng là động lực giúp Trúc Anh cố gắng hơn mỗi ngày. Bản thân người đẹp sinh năm 1998 vẫn luôn nỗ lực với khả năng của mình. Trúc Anh luôn trau dồi diễn xuất mỗi khi có cơ hội, mặc dù bản thân cô không phải là người có xuất phát điểm là diễn viên, cũng chưa từng đảm đương vai diễn nặng ký nào. Nhưng cách diễn của Trúc Anh khá tự nhiên. Cô sẽ là một viên ngọc thô cần được mài giũa để trở nên sáng rõ. Con đường nghệ thuật của Trúc Anh ở phía trước còn rất dài và chắc chắn rằng cô sẽ còn vươn xa hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi và ủng hộ cho cô nàng nhé!